Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với tựa game Siêu Anh Hùng Đại Chiến. Thì trong video ngày hôm nay anh em nhìn trong túi mình này, mình có 200 cái vé chiến tích. Thì bây giờ nó đang có một cái sự kiện là cứ dùng thể lực càn quét các thứ các kiểu con đại điểm. Thì ở trong cái phần sự kiện liên quan đến đổi cái vé chiến tích á, mình sẽ đổi được một vị tướng SSR rất chi là ngon luôn, một trong hai nha. Đây, có thể đổi em Hancock, có thể đổi em Sanji New World. Và dành cho những anh em nào mới chưa biết thì một trong hai em đấy thì đều được đánh giá khá là cao ở trong cái tựa game này nha anh em. Mình sẽ kéo xuống dưới này để cho anh em xem là đánh giá bao nhiêu điểm đối với em Hancock nha. Đây, đánh giá là 600 thì cũng là hơi cao rồi. Nhưng mà đặc biệt Sanji New World 720. Đây là cái vị tướng mà top 2 ở trong cái việc đánh giá đây anh em nhé. Mình thấy cao nhất đây là Ace 780 điểm. Còn đâu thì Sanji New World trong này đánh giá là 720 điểm là cũng kinh khủng đấy. Thì với 200 vé chiến tích đấy, mình sẽ đổi trong cái phần sự kiện này luôn anh em nhé. Tất nhiên là mình cũng phải nạp nick vào các thứ thì nó mới có thêm cái vé chiến tích đấy. Hôm trước thì mình cũng có đổi đổi vé chiến tích thì phải dùng kim cương hay sao nhỉ? Ở đâu đó mình nhớ là có một cái sự kiện là đổi lấy vé chiến tích. Đây đây đây, kim cương này. 30 kim cương một vé chiến tích. Đấy, mình đổi mắc là 50 cái vé chiến tích. Đấy. Thế thì bây giờ mình đã có tổng cộng là 200. Rồi. Mình sẽ đổi luôn lấy em Sanji anh em nhá. Ok, 200 vé này. Chà, trông có vẻ là ngầu lòi đấy anh em ạ. Anh ba Sanji đá hai chân như một, không biết như thế nào. Anh hùng. Sanji đâu? SSR phải trồi lên đây chứ. Đấy. Ló phải trồi lên chứ. Tăng cấp luôn. Đột phá luôn nha. Nghe không biết là có đủ lực để đột phá hay không nhỉ? Rồi. À, thiếu à? May quá là chỉ thiếu một cái thôi, cần kết một phát. Chó đỡ tốn thể lực. Rồi. Ui, mày thế, lên phẩm mới lại có nhiều luôn nhỉ. Tiếp tục là nhiều luôn nè. Khoan nữa đấy. Ôi giời, ngon luôn. Đấy, thế là lên tím luôn anh em nhá. Perfect luôn nhỉ. À, bậc A thì mình có nhiều thế nhỉ? 1, 2, 3, tăng đi. Ok. Rồi, có thêm một skill mới nữa này. Tí nữa mình sẽ cùng nhau xem quả skill là gì anh em nhé. Kỹ năng đây rồi. Ôi ôi, ngon. Nó lại có thêm một cái nữa để nâng cấp kỹ năng nè. Cứ ulti mà diệt trước. Rồi. 1. Ây à, hết rồi à? Để mình xem nào. Đây nhá, cái skill đây, tăng tỷ lệ đỡ đòn cho toàn thể phe ta. Ô, ngon này. Có toàn thể là ok đấy. Trong chiến đấu thì mỗi lượt xóa tất cả trạng thái khống chế cho bản thân. Wow. Khắc chế với những vị tướng nào mà có khống chế anh em ạ. Khi đối phương dùng tuyệt kỹ sẽ xóa tất cả trạng thái khống chế hàng sau phe ta. Ây à, được nhỉ. Khi cơ đồng đội bị hạ, hiệu ứng tăng tỷ lệ đỡ đòn được làm mới hiệu lực. Ảo ma Canada nhỉ. Đó là tướng công mà quả nội tại trái liên quan đến công. Toàn thấy giải khống chế về cái gì đâu ấy. À không, nó là tướng kỹ năng anh em ạ. Tích phải là tướng công. Rồi tiếp theo quả tuyệt kỹ xem nào. Tấn công một hàng dọc nhá. À, giảm 10% công kích và 10% tỷ lệ sát thương của mục tiêu trong 2 lượt nhá. Đồng thời là 20% tỷ lệ bị khống chế cho toàn thể phe ta trong 3 lượt. Nếu mục tiêu đã ra trận 3 lượt trở lên, hồi ngay 200 điểm năng lượng cho toàn thể phe ta. Không thấy có nhiều hiệu ứng để gây sát thương lắm anh em nhỉ. Và skill tấn công một mục tiêu hấp thụ 150 điểm năng lượng. Hồi cho bản thân và có 30% tỷ lệ hóa chiêu của mục tiêu. Ủa, hình như giống skill của Mihawk hay sao. Rồi, trang bị mặc nhanh vào xem nào. Lên được bao nhiêu ca điểm lý chiến? 13k7 thế à? 13k7 đúng không? Đây thì mình bỏ bớt là vị tướng nào đi nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, Lucci, Ace. Rồi giờ không biết bỏ vị tướng nào ra luôn á. Đấy, nó là như thế đây anh em ơi. Ngoài phết vào đội hình thử tí. Chỉnh đội hình xem nào. Bây giờ là mình có Yuchi này cũng mạnh nhá. Có phong trụ cũng được này. Nhất là bỏ bớt tướng tanh đi à. Quay nhỉ. Bỏ tanker đi ư. Bỏ tanker thì mất nội tại luôn. Khó nhỉ. Khó nghĩ nhỉ anh em nhỉ. Mình thử bỏ tạm A đi xem như thế nào anh em nhá. Bỏ tạm A đi vậy. Đó. Như thế này đi. Cho vào thì được thêm kích dòng công đúng không. Bỏ đi vậy. Và cho vào đấy đó chính là em Sanji lưu. Ô, vừa nãy xong luôn kìa. Lưu lại cái đây anh em ơi. Từ từ nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bộ trang bị của em Ace
Tháo ra cái đã. Ace. Trang bị này. Gỡ hết. Rồi, bây giờ ghép vào cho Sanji xem nào. Quá, nó không mặc cái bộ nào cam cam ấy nhỉ. Đây, có mấy cái bộ cam này mặc vào đi chứ em. Này thì cứ mặc đi. Ai bảo thế nào đâu. Rồi này, hai. Bỏ bớt một cái nữa xem nào. Có cái món nào cam không? Có luôn đấy. Tinh lực à, công kích đi. Mặc luôn đấy. Để thử tăng cái này lên xem có tăng cấp được không anh em nhá. 1, 2, 3, 4. Ôi dồi ôi. Không được. Muốn nhiều vàng thế. Cho 18 thôi đã. Đấy. Ôi. Đúng là chỉ số công kích giai đoạn đầu tăng nhiều thật. Cái lực lên 21.000 rồi này anh em này. Đấy 116k nhá. Lại bằng với cả Ace lúc nãy rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chiến thử xem quả skill thứ như thế nào anh em ơi. 116k. Ủa 145k rồi cơ. Càng thế nhở. Rồi phát xem nào. 112 này. Ấy, quên mất. Mình lưu đội hình chưa nhỉ? À lưu rồi. Tốc độ để x2 đi. À đá luôn quả đầu tiên rồi này đúng không anh em? Ơ hay đứa nào đánh nhỉ? À ừ, đúng rồi đá quả đầu tiên luôn. Kẻ địch bên này dính trưởng luôn này anh em này. Ảo đấy. Quả em Mitsuri của mình bị đá cho mấy quả nằm luôn anh em ạ. À. Ảo thật. Ở phong trụ múc đi xem. Wow. Cái sân thương gây ra của phong trụ là phong trụ bên bạn anh em ạ. Cay thế nhờ, chưa kịp đánh nằm xuống luôn rồi. Cú thực sự anh em ơi, thế này thì Sanji chắc là phải cộng thêm vào tốc trừ. Không muốn đổi nộ vào đánh phế quá anh em ơi. Máu hơi giấy. Vừa đây về đấy bị thằng phong trụ bên kia nó dã cho. Thằng phong sẹo kia nó dã cho nằm sàn luôn anh em ạ. Và Ace team nó thì cũng khỏe luôn chứ. Rồi luôn. Căng chưa. Thốn anh em ạ. Đấy, giờ nó đánh thêm quả nữa. Không ăn thua rồi. Đấm đi. Rồi, hang out. Ui. Cái địch nó có cái hiệu ứng hồi nhiều máu thế nhở. Như của đứa nào. Ok. Ranky choáng đi. Có choáng được thì may ra có cái cơ hội thắng được. À. Không ổn rồi. Ok. Sanji kia là đau ghê. Trong khi đấy Sanji với mình thì phế vật. Rồi. Cố lên em ơi. Đúng rồi. Hay quá. Có hồi sinh không? Có. Thua rồi anh em ơi. Sanji bên kia nó đá ghê quá mà Sanji với mình nào chán ý nhỉ. Để mình xem còn cái gì có thể nâng cấp được cho anh Sanji này đá thốn hơn không nhỉ anh em nhỉ. Chứ quả này thốn quá anh em ơi. Tiến sao thì cũng mắc rồi. Kỹ năng thì cũng xong hết rồi còn đâu. Còn mấy cái này thì nâng cũng được mà không nâng cũng không sao. Đó giờ mình sẽ chơi cái bài là bỏ Mitsuri ra cho Ace vào. Đấy, xem như thế nào anh em nha. Ok. Hình được hình tí. Ở đây mình sẽ lấy trang bị của em Mitsuri ra. Trang bị. Gỡ hết. Rồi, đâu rồi. Ace. Nhanh xem nào. Đấy, 21k điểm lực chiến luôn. Tăng cấp luôn này. Ủa, sao cấp nó 42 à? Lên 43 luôn đi. Ui, tăng 7k mốt á. À, nó vừa cộng với thêm cả cái trang bị nữa. Giật cả mình tưởng nguyên một phát. Tăng cấp lên 7k mốt thì ối rồi. Quá anh em ạ. Frankie. Có Frankie. Như nào. Trang bị hả. Mặc nhanh. Ok. Yeah. Ngon lành cành đào anh em. Rồi mình sẽ xếp như thế này đi. Đấy. Lưu lại cho anh Sanji lên hàng trước luôn. Em đá đấm như thế nào nào. Thi đấu luôn nào. Tiến thử phát. 94k này. 100 khiêu chiến lại nha anh em ơi. Xem là đánh thắng được cái bạn ấy chưa này. Ok. Một phát đạp. Ôi ôi, lần này đạp không thốn lắm. Không thốn lắm anh em ơi. Cố lên nào. Ủa ôi, Sanji kia đạp đau hơn anh em ạ. Rồi xong luôn. Cay thế nhở. Tăng vào công thì công cao nhất toàn bị mấy bọn kia nó kết liễu thôi anh em ạ. Hơi yếu. Còn đứng hàng sau thì mình thấy tí nữa mình sẽ test lại cho đứng hàng sau xem như nào. Mình chuyển Ace lên hàng trước xem như thế nào anh em nhé. Cái này mình vẫn chưa thấy phát huy hết tác dụng đâu. Mà đánh giá 720 điểm là có vẻ như hơi quá. Trong khi đó Sanji team bạn thì đá như thế nào nào. Ok, sức sát thương cái dạng không thấm lắm.
Rồi, ok luôn. Maki nó quật chứ phải gọi là ôi dồi luôn anh em ạ. Hơn Sanji rất là nhiều nha. Xong luôn rồi. Ôi, bây giờ còn không cầm cự được bằng lúc nãy cơ anh em ạ. Phòng trụ. Ôi xong, đi luôn. Tốn thực sự anh em nhá. Đấm nào. Rồi, kết liễu được không? Câu trả lời là không, team bạn lại hồi sinh lại rồi. Cú quá. Ai xì bà. Còn mỗi phòng trụ với cả Yuchi của mình thì còn dấp dính máu. Hy vọng là Panda được hồi sinh thêm phát nữa. Cái này hẹo phát nào chứ em ơi. Ôi xong rồi. Ok. Được một em. À may quá nó đánh quỷ Enter Yuchi thế nhở. Ai xì bà. Cùng đi lên xem nào. Mày đi đi. Nhưng con này nó còn được hồi sinh nữa sao ấy. Đúng rồi. Tinh anh em ơi. Ê, chính ra đá không thốn lắm anh em nhé. Bình thường thôi. Còn nếu như nói về sát thương chủ lực thì Maki nó gọi là ok hơn. Đấy. Nhìn chung là mình thấy Sanji không ăn thua lắm anh ạ. Đánh giá 720 điểm là hơi quá. Theo như mình thấy là như vậy. Về sau này nếu như đội hình nào mà thiên về khống chế thì bỏ em Sanji thì hợp lý. Chứ còn thời điểm này mình thấy không ok lắm anh em nhé.